Ở tập trước, giải đấu sức mạnh sắp đi đến hồi gay cấn khi chỉ còn lại 3 vũ trụ 37 và 11. Bị dồn vào đường cùng lên mấy tên robot kết hợp như siêu nhân. Tuy nhiên, bước đột phá đó lại không thể gây quá nhiều đột biến bởi sự phối hợp nhịp nhàng của ba chiến binh Saiyan quá tuyệt vời. Gohan lạnh lùng với đòn cam Eham Ea trưởng Hà Hán ta. Vì không cam chịu thất bại một cách dễ dàng, lão ta vẫn còn ém hàng đợi tới nước này mới đem ra. Kỹ thuật tối tân chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của vũ trụ thứ 3. Tập 121, hợp nhất tối thượng và tất cả chiến binh team 7. Đứng trước bờ vực diệt vong nhưng lão ta vẫn hết sức ma giáo. Điệu cười bí hiểm át hẳn đằng sau đó là một thứ gì đó rất gì và này nọ, là sự kết hợp của lão với tinh kia sao. Đúng là ở đời không thể lường trước được điều gì mà, nếu lão ta là robot luôn thì không đáng nói. Chứ mà lão ta mà là con người lại có thể dung hợp được với robot thì quả là một điều khá dữ dội đó. Từ từ mà con robot khổng lồ kia lại chuyển hóa thành một con quái vật khổng lồ. Một con quái vật quá hung dữ và kinh khủng. Cơ thể không ngừng được buff to thêm, đồ sộ thêm, một con quái vật đúng nghĩa. Lần này trông hắn ta đã không còn là robot nữa rồi. Ra đây là con bài bọn chúng tính chơi tất tay chơi khổ máu sao. Vũ trụ 11 fan này chắc chắn đứng ngoài cuộc coi châu bò đánh nhau. Mình hưởng lợi rồi. Tên Frieza không tính giúp một tay hả ba. Trông thế bảo sao vũ trụ bọn họ xứng đáng vào tới tập này, đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho người xem. Đến cả Si lẫn Virus còn không tin vào mắt nữa là. Dĩ nhiên tên quái vật này không chỉ được cái vẻ ngoài to con dữ tợn thôi đâu. Hết dằn mặt mọi người xong thì liên hoàn tấn công diện rộng nguyên team 7, đánh luôn cả Frieza. Không những team 7 mà cả team 11 cũng ăn miếng. Quả là một tên ngông cuồng mà, tuyên chiến thách thức tất cả sao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết à. Vegeta cho hắn ăn nhẹ đòn Big Bang Attack, hắn nhẹ nhàng đánh văng dễ như trở bàn tay. Rời luôn chuyến này tới công chuyện thật rồi, không nói gì nhiều vì hắn méo biết nói, hắn lao như tên lửa tấn công bọn họ. Quá đột biến quá dữ dội bởi tốc độ sức mạnh của hắn tăng như diều gặp gió. Thật không thể tin được mà, hắn càng quét từng người một, không ai thoát khỏi tầm ngắm của hắn. Như thể một cơn bão, trông hắn như thể muốn càng quét cả võ đài. Gần nửa sàn đấu rung chấn dữ dội, mọi người phải di chuyển khá xa để hội quân bàn chiến thuật. Và kế sách được đưa ra là cùng nhau phối hợp tấn công nhằm làm hắn rối loạn mà để lộ sơ hở. Nhanh chóng mọi người chọn cho mình mỗi người một chỗ như thể ngôi sao năm cánh vây quanh hắn rồi đồng loạt tấn công, chắc chắn hắn sẽ không biết phải nhắm vào ai cho xem. Kế hoạch thì quá ok con dê luôn, ai ngờ tích tắc hắn đánh hạ cùng một lúc cả 5 người. Vẫy đạn thật sự, ảo ma vũ trụ 3G. Hắn tuyên bố tốc độ bàn thờ của mấy dân chơi tuổi gì luôn, cũng may mọi người chẳng bị gì nghiêm trọng. Goku phát hiện hắn có thể dò ki của từng người nhưng pick với Pop làm gì có chứ. Có lẽ là sóng âm như rơi với cá heo. Nhờ tai của nó mà nó định vị được tất cả mọi người. Khó khăn thế nhờ. Hắn lại chuẩn bị tấn công. Vãi trẻ đậu hắn ta có thể thao túng không gian luôn sao? Quả thật con quái vật này quá bá đạo. Vẫn như lần trước, lần này hắn cùng một lúc đánh cả 5 người bọn họ sấp mặt luôn. Goku vừa mới gượng nhẹ dậy thôi đã lãnh đòn. Không thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn mà. Cứ ngỡ như rớt đài ai dè được Frieza cứu. Cũng có kẻ muốn tạo điểm nhấn để chiếm lại bớt spotlight từ tên quái vật kia ha. Đương nhiên là để thực hiện tham vọng của mình thì hắn cần phải cứu Goku rồi. Tôi cá là Goku rơi lần nào hắn sẽ cứu lần đấy cho xem. Dù muốn hay không, Frieza cũng phải tham chiến thôi. Tên quái vật này lại muốn bóp nát cả hai cơ đấy. Frieza cảm thấy khinh bỉ liền trả đổ hắn. Hắn cả nổi điên muốn bắt hết từng người một. Bởi vì hút nhiều lần nên hắn kiểu như đã thích nghi với tốc độ của bọn họ nên vóc xui xẻo bị hốt. Chết tiệt thật, hắn định nuốt cô ấy sao? Tên này quá man dợ. Ngay cái khoảnh khắc Pop dường như đã buông xuôi thì Goku kịp cứu. May mắn thật, ngoài Pick ra thì Krillin là người vui mừng nhất. Ông nội Whis còn cảm thấy tên này khá thú vị nữa chứ. Thiệt tình à, hắn ta lại chơi ném một đòn quá là mạnh, tầm tấn công diện rộng nên mọi người phải chật vật chống trả từng phát một. Cả sàn đấu rung chấn dữ dội. Pick dùng sở trường của mình là lớp bảo vệ nhưng mà sai thì phải, sở đoản của cậu ấy lại là quá bị động. Nên hắn ta bắt kịp thời cơ tiễn cậu ta rớt đài luôn, Pop lại đưa ra một quyết định đầy táo bạo. Hy sinh bản thân mình cứu anh trai. Vì đã thể hiện khá tốt nên chồng Krillin rất tự hào, còn Pick thì rất quyết tâm để không phụ lòng hai đứa em. Vừa mới đẩy cao sự quyết tâm lên được chút xíu thì tên quái vật này biến đổi như thể vào mặt đối thủ vậy á. Lần này hắn mọc thêm cánh thì tha hồ săn bắt con mồi. Nhưng không, hắn bay lên là để hủy diệt luôn cả cái sàn đấu này. Không còn cách nào khác ngoài bùng nổ sức mạnh chơi một trận tới bến với nó thôi. Quả cầu lửa hắn tạo ngày một to tổ bố, tất cả mọi người như những lần hợp lực trước đều dồn hết sức mạnh của mình vào đòn tuyệt kỹ. Bởi vì cân kèo nên hắn dồn thêm một đống năng lượng vào quả cầu. Dù cả năm đã rất cố gắng nhưng ngày một bị đẩy lùi. Sức mạnh của hắn quá áp đảo, quả cầu lửa không ngừng to khổng lồ bởi hắn không ngừng buff năng lượng. Pick một lần nữa dùng sở trường của mình nhằm làm gì đó.
Cậu ấy lấy hết sức bình sinh cố mà xuyên phá quả cầu lửa, cái lớp bảo vệ lại phát huy ưu điểm ngay chính lúc này. Cậu ấy đã thành công tiếp cận hắn ta rồi nện một cú thất mạnh vào đỉnh đầu hắn, ra thứ đó là lõi năng lượng, một khi điểm yếu bị tổn thương. Sức mạnh của hắn tụt như tụt quần, Goku và mọi người chỉ cần làm một việc đơn giản là sắt đao tiễn hắn lên bảng điểm số cho Genotix vào từng người một mà thôi. Dù rất cố gắng nhưng không thể thắng được sự đồng lòng của Team 7. Đành phải nói lời vĩnh biệt, đã thể hiện hết sức mình nên bọn họ chọn an phận, ông thần vũ trụ này đến cuối mới chịu xuất đầu lộ diện. Vì Pick chiếm hết chiến công nên Vegeta không vui à nha. Cũng khá khen cho Frieza chịu giúp sức nhiều đến thế. Cuối cùng thì cuộc quyết đấu giữa hai vũ trụ mạnh mẽ nhất chính thức bắt đầu. Liệu 5 người của vũ trụ 7 có đánh bại được 3 người của vũ trụ 11? Chỉ còn 9 phút nữa thôi. Tập 122, vì niềm tự hào, Vegeta thách thức kẻ mạnh nhất. Cuộc chiến dần đi đến hồi cuối cùng. Bởi giờ đây, trên bờ vực của sự tồn vong chỉ còn lại đúng hai vũ trụ mạnh mẽ nhất, vũ trụ số 7 và vũ trụ số 11. Chỉ cần thắng một kèo đấu nữa thôi sẽ chạm tay đến vinh quang, không những là cuộc chiến sinh tồn mà là cuộc chiến cho vị thế vũ trụ hùng mạnh nhất thiên hà. Chỉ còn chưa tới 10 phút nữa thôi và còn lại chỉ vỏn vẹn 8 chiến binh. Vì cảm thấy khá trống trải và lạnh lẽo giữa mùa đông cô đơn nên Dai xin can đùng một cái thu hẹp khoảng cách khán đài lại với nhau. Tuy khá là ngượng ngạo bởi hai bên đang quyết đấu một mất một còn mà, ngồi gần nhau như thế khác nào nước với lửa đâu. Không có Zeno với Dai xin can chủ trì tui cá là hai bên có thể múc nhau luôn rồi. Tóm lại là để làm hài lòng Zeno Samanya mấy cưng, mấy thiên thần cũng hơi tị nạnh nhau à nha. Vados bị khịa là anh em với Whis mà, chắc là muốn về Team 7 chứ đâu. Không khí thật căng thẳng. Hai thủ linh của hai bên cùng nhau tiến lên trước, còn lại mọi người đều bất động mà dõi theo bước chân của hai người họ. Một lần nữa cả hai kẻ mạnh nhất nhì giải đấu đụng độ nhau. Thật hào hức làm sao, ở đây bây giờ chỉ có những kẻ mạnh và những kẻ cực kỳ mạnh mà thôi. Một trận đấu long trời lở đất chuẩn bị nổ ra cho xem, tôi ngồi review mà muốn nổ tung cái lồng ngực. Goku là người bung sức trước, bao nhiêu dồn nén của cậu ấy từ lúc đánh nhau với Cao Lila bây giờ mới được xả nè. Quá tuyệt vời ông mặt trời, Goku lần này bung sức hơi bị căng cực, như thể dằn mặt Jiren. Đến nổi nổ tung cả một góc sàn đấu, xong thì bem nhau thẳng mặt trên không luôn. Jiren khá thắc mắc vì sao Goku lại muốn mạnh hơn mà tên khỉ này có biết trả lời gì đâu. Đơn giản mạnh nhau để bem được kẻ mạnh cho đã cái như thôi à. Còn Jiren thì muốn tìm kiếm thứ vượt trên cả sức mạnh, thế thì Goku cũng thế thôi chứ đâu. Hai Zeno nhìn mà khoái khoái chảy nước miếng, cũng phải thôi. Dai Shinkan đánh giá hai người bọn họ là chìa khóa để hai vũ trụ sinh tồn mà. Tính chơi tiếp hiệp 2 mà Vegeta lại đòi bem con người ta, chơi gì không công bằng gì hết. Bên này thêm một cuộc chiến diễn ra cũng bùng nổ nè, là Frieza không ngừng bắn Zippo sấp mặt mà có trúng phát nào đâu. Frieza liền ngạo nghễ chửi hắn là chạy trốn như thỏ đế. Còn Topo thì ông ta đòi đấm nhau cùng lúc với cả Gohan và Pick, kèo này có vẻ hơi khoai rồi đây. Vegeta điên cuồng tấn công Jiren, tuyên bố sẽ đá đít hắn ta và giành lấy ngọc rồng siêu cấp. Tuy nhiên cậu ta nhanh chóng thất thế, sắp bị trưởng Goku mau chóng giành lượt đấm nhau. Lần này Jiren tiếp đãi Goku bằng một loạt liên hoàn đánh chớp nhoáng, nhanh tới mức Vegeta không thể thấy kịp luôn. Kết quả là Goku ăn một đấm khá đau, dù Vegeta có cố gắng lao về phía Jiren hết lần này đến lần khác đều bị đánh văng. Quá cứng đầu hắn ta cho ăn liên hoàn đấm, quá bất ngờ Vegeta lại nhìn thấu được chiêu thức đó. Trả được một cú đau điếng làm hắn ta rất bàng hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đó thôi mà Vegeta đã làm được một điều mà điều đó khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngược. Đến cả Jiren còn sốc nữa mà. Đường nước lấn tới, Vegeta càng đánh càng áp đảo Jiren, hai Zeno hơi khoái à nha. Đừng có mà coi thường người khác, đừng quá ca tụng Jiren quá, đâu ai nói trước được điều gì đâu. Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Whis đoán Vegeta có lẽ muốn vượt qua giới hạn của bản thân bằng cách chiến đấu với Jiren. Lại một người muốn chinh phục sức mạnh đó sao? Pyrrhus chả biết nên vui hay buồn luôn. Và thêm một lần nữa Vegeta cho Jiren một cú hơi thốn vào bụng. Hắn ta cũng đấu vừa gì đâu đáp trả Vegeta một đống đòn, máu cay cú dồn lên não. Jiren càng đánh càng ra tay mạnh bạo hơn, cậu ấy lãnh đòn trưởng mà văng xa trăm mét. Nếu cứ cái đà này sẽ bị loại mất, thế cơ mới phất đã bị lật. Nếu không làm gì đó sẽ toang mất, Vegeta lấy hết sức bình sinh mà chống cự lại nó, không ổn mất rồi nó quá sức kháng cự của cậu ta. Không xong rồi, Frieza gặp khó khăn bởi tốc độ thần tốc của Zippo nhưng hắn ta đã quá danh ma để biết đối thủ định làm gì. Ông tổ của sự xảo quyệt mà, ai dè chơi ngu vãi đạn rồi, hắn ta nắm đuôi Frieza rồi hành như con, cái giá của sự ngu ngốc hơi thốn. Bị tên thỏ ném cái đùng dính vách, nhưng vẫn chưa xong đâu nha. Gohan đụng phải cơ cứng cựa rồi, còn đó Pick tương trợ mà. Cả hai phối hợp quá hay, cơ mà chả có chút sát thương nào lên ông ta. Đẳng cấp sức mạnh chênh lệch vậy sao? Ông hề này hay ra rẻ quá ta.
Thấy thế trận nghiêng hẳn về bên mình mà lên mặt phách lối, chế nhạo Beerus. Whis lại cảm thấy thế trận vẫn trong tầm kiểm soát thôi, tuy nhiên vệ Geta lại bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Mặc dù như thế cậu ta vẫn rất cứng đầu, Jiren tuyên bố vệ Geta còn lâu mới đủ tuổi đánh bại mình bởi sự kiêu ngạo quá lớn, chẳng có tí trong sạch nào trong cách chiến đấu cả. Thấy thế mà đó lại chính là phong cách của vệ Geta mà, niềm tự hào của hoàng tử Saiyan không được phép khinh thường, ta sẽ không bao giờ vứt bỏ bản thân mình. Một đòn Final Flash cực kỳ mạnh được dồn đọng tích tự từ từ, mạnh mẽ và dữ dội đến mức khiến người khác từ hưng phấn mà quay xe 180 độ xoắn ra quần. Ai biểu xúc phạm niềm danh dự của một kẻ có cái tôi quá to lớn như vệ Geta làm chi? Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Là kinh vệ Geta chứ đâu? Xứng đáng hai chữ kinh nào? Jiren chơi rất đẹp khi sẵn sàng thách thức đòn đó của vệ Geta. Được thôi, thích thì nhích, để xem hắn ta quá ngông cuồng hay là đang tự tin thái quá đây. Một đòn trực diện hết sức khủng khiếp, làm tất cả mọi người đều phải dừng lại mà chú ý vào nó. Sau là sương khói mờ nhân ảnh, không biết vệ Geta có thành công không ta? Vừa thấy bóng dáng Jiren nằm một đống làm vệ Geta hả hê lắm. Ai dè tích tắc cậu ta đã lãnh một đòn trực diện mạnh không hơn không kém. Trước khi ra tay, Jiren có khen nhẹ và rồi điều gì đến sẽ đến. Chuyến này vệ Geta bất ổn thật rồi. Một cuộc trao đổi chiêu thức quá công bằng, có đại bại cũng là điều quá hiển nhiên. Bởi lẽ sau những gì chúng ta đã thấy, Jiren quá bá đạo, không lấy một vết xước từ chiêu thức cực mạnh đó nữa là, còn vệ Geta có lẽ sau đòn này sẽ mất hết ý chí chiến đấu thôi. Một sự áp đảo quá toàn diện, quá thuyết phục. Liệu có cách nào khác cho Goku và mọi người ngăn chặn được Jiren? Giải đấu còn 8 phút. Tập phim hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về video hãy comment ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.